gặp nhau. Chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Sông, rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Hồi em mà đọ môi hồng cho ăn mừng đắp ăn trong củ khoai, nắng che tay bước ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai. Bằng từng năm ngón xinh ngoan, em đi trong nắng chang chang. Dần anh trong sao thấy hoang mang, vì thương em nhất trong cái đám trai là anh, là anh chứ không ai. Chồng em trong tương lai mù có chính cho tới mấy mùa thì anh chẳng đi theo em hoài. Ơi em cô gái bông đào em ưng anh kết đục hồng pháo hoa. Anh đi cùng mẹ cùng cha đưa em đi khắp miền Tây quê mình. Hồi em mà đọ môi hồng cho anh mừng anh trong củ khoai, nắng che tay út ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai. Chân năm ngón xinh ngoan, xin em đi trong nắng chang chang. Xin anh trong sao thấy hoang mang, vì thương em nhất trong cái đám trai là anh, là anh chứ không ai. Chồng em trong tương lai mù có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài. Ơi em cô gái bông đào em cùng anh vẫn đục hồng pháo hoa. Anh đi cùng mẹ cùng cha đưa em đi khắp miền Tây quê mình. Xin xin nghĩ nghe em đâu có khoe. Anh đây có thích
làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở, vẫn một lòng chung thủy sẵn son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi hò ơi, có con sông nó chảy đôi bờ. Ơi là ơi hò ơi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ làm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình, thấm nghĩa tình đầu bạc răng. Có con trâu còn đang cày cày, có hàng giữa mắng trai gái làm chắc phát thiên tha. Có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. Nhìn nè bên cái sông đang tưới thiệt to, đôi pháo du quy hai bên họ thắm nhau rộn ràng. Tiếng hò tiếng hát nghe tấm tình hai người trao nhau. Em thấy mong nào anh ơi anh tính thế nào? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng, yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay, đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Let's get it. Ai muốn cưới sớm, ai muốn cưới sớm thì đưa tay cao. Sắc. Đôi mình là nhất, lạc trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay, đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Cái lễ diễn ra đó rồi, cái lễ diễn ra, cái lễ diễn ra hôm nay đó thì tôi đại diện cho anh ông và anh này, tôi là ông của cho nó
quý ông nhà trai đã từng lôi để sáu ông thật thì qua phần giới thiệu quý ông quý ông nhà trai tôi cũng thứ hai và tôi xin giới thiệu quý ông nhà gái để tôi được kiến sự kiến trúc và dễ cho mà mình chưa ta biết hơn thì trước hết đây là tôi là Lý Lên và đây là anh hai là anh rể của tôi và đó là Tư đó anh hai là cũng làm được của tôi và tôi là cậu của thì qua sự trình bày thôi để tôi xin biết là cái dùng để cũng mời quý thần ra lo bây giờ lấy đủ anh em mấy giờ giờ mình uống đây mình uống đó 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 hôm nay đó là có bà ngoại cũng phải là em chỉ để giới thiệu đây là để chúc danh tức là của nhà cha của bà nhà đó cũng mà ông nhà đó cũng như nhà cha của anh tiếp theo thì tôi cũng xin mời các bạn em là nhất miền Tây, hiền ngoan dễ thương thật thà. Anh chàng trai nhà quê, đồng sâu ruộng xa sớm hôm, ôm tương tư nhiều đêm mong kề bên đưa đón mai này. Mặt ngoài còn e nên anh đâu dám tỏ bày. Ơi 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 họ ơi, thương sao mà không nói với nhau một lời. Ơi ơi họ ơi, em đây. Dẫn lối đôi ta hữu duyên hồng trần kiếp này hình thành bên
dẫu trăm ngàn bể dâu, kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng yên bình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiết tha, dọn dàng châu cao tới kết xin muôn ngàn tình hương sắc hoa. Thì hôm nay là cũng còn một cái ngày hôm nay cũng còn một cái thì cũng nhiều cái đó xảy ra cho hai cháu và xã bà và cũng là ra bữa nay họ cũng như là xã hội ở bên đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai bưng mâm coi mỗi ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới đón em về kết tình trăm năm. Yeah.
ở đây. Thì cái gì đó, cha mẹ nào của tôi lớn hơn cũng một ngày trưởng thành. Thì hôm nay, tôi cũng lựa chồng, thì ngồi hai xuôi và xuôi, hầu đây là một lễ cha mẹ. Để từ hôm nay, được kinh lễ được gọi là cha mẹ vợ, và chúng tôi được gọi là thành chồng. Kinh lễ, tôi một quý vụ mời cha vợ, và tôi lâu tôi một quý vụ mời cha vợ. Em.
cho gia đình chủ hôn họ nhà gái của chúng tôi. Và xin được thay mặt cho ban tổ chức thực hiện chương trình dịch vụ âm thanh nghiệp trường đồng hành cùng với dịch vụ nấu ăn Kim Dương, xin được gửi đến tất cả quý vị lời kiến thiếu sinh về anh Khang thu lời cảm ơn chân thành với lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Thân mến, có thể nói trong cuộc sống này, tình yêu chính là một món quà vô cùng quý giá mà Tổ Má đã ban tặng cho mỗi người của chúng ta. Và hôn nhân chính là đỉnh cao của tình yêu, là khi hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, hai tâm hồn nguyện gắn kết với nhau. Và sau một khoảng thời gian dài quen biết, tìm hiểu và gắn bó, và được sự đồng ý cũng như tác hợp từ phía hai bên gia đình, và ngày hôm nay thì được ngày lành tháng tốt. Của chúng tôi đến từ nhà họ nhà gái để làm lễ ăn hỏi cho đôi hương và cũng như là cử ngày lành tháng tốt để chuẩn bị cử hành hôn lễ. Và ngay giờ phút này thì xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách, chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về sân khấu và cùng dành một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để chào đón nhân vật chính trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu Diễm My cùng sánh đôi với chú rể Tấn Nhu tay trong tay tiến về lễ đài hạnh phúc. Và chú rể của chúng ta có được ngày vui ngày hôm nay và cũng như là có được buổi lễ đính hôn hạnh phúc trọn vẹn thì đó chính là nhờ vào công lao vô cùng to lớn của những bậc làm cha làm mẹ. Họ là người đã có con sinh thành dưỡng dục và cũng như là vun vén thêm yêu thương cho ngày hôm nay cô dâu và chú rể được đi đến bến bờ hôn nhân hạnh phúc. Vậy thì ngay giờ phút long trọng này đây, cha mẹ MC xin được mời phép giới thiệu và kính mời tiến về sân khấu về phía đại diện chủ hôn họ nhà gái. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Công và bà Nguyễn Thị Phượng là ba mẹ của cô dâu cùng tiến về sân khấu. Quý vị ơi, một tràng pháo tay nồng nhiệt, chúng ta còn chào đón đại diện chủ hôn họ nhà gái thưa quý vị. Cùng hành với đại diện chủ hôn họ nhà gái, về phía đại diện chủ hôn họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Tấn Đạt và bà Trần Thị Tuyến là ba mẹ của chú rể cùng tiến về sân khấu. Một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa, chúng ta chào đón đại diện chủ hôn họ nhà trai thưa quý vị. Thì đang nghi diễn trên sân khấu và chúng ta nghi giờ phút này đây, ngoài cặp đôi gương đẹp đơn nhất hạnh phúc nhất thì bên cạnh đó còn có sự xuất hiện rất vinh dự của đại diện chủ hôn hai họ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay được sự thống nhất từ phía hai bên gia đình để chọn ra ngày mùng 6 tháng 4 năm Giáp Thìn là ngày mà gia đình họ nhà gái của chúng tôi long trọng tổ chức buổi lễ đính hôn cho cô dâu Diễm My sánh duyên cùng với chú rể Tấn Nhu. Và cho phép xin được thay mặt cho gia đình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị quan khách và quý quan viên hai họ trong buổi lễ ngày hôm nay. Và ngay giờ phút này thì gia đình nhân vật chính của chúng tôi ngay trên sân khấu xin được gửi đến toàn thể quý vị một cái cúi đầu chào thay cho một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Và lời chào xin được phép. Để lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc và lãng mạn nhất trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nghi thức khai giữ tình yêu. Thank you.
dịch vụ âm thanh như trên. Xin được gửi chúc hành trình mới của anh chị sẽ luôn lâu là những hương vị ngon ngang. Thưa quý vị thân mến, đừng ai đến được lá sen, đừng ai đến được với thần trời cao. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha và mẹ. Nhưng mà cái ơn không nặng áo dày của người cha và sự hy sinh cao cả lớn lao của người mẹ là một nghi thức không thể thiếu trong ngày vui ngày trọng đại ngày hôm nay. Trong thân đầu tiên xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng dâng rượu lên đại diện chủ hôn họ nhà gái. Và chú rể thân tham gia cuộc tư trái thương vợ hăng say công tác gái tiên trong trường hậu đảm đang. Vậy con xin mời ông bà nhận rượu. Xin mời cô dâu Diễm My dành một vòng tay yêu thương và một nụ hôn lên má cho người mẹ hiền. Cảm ơn mẹ đã hy sinh cho con cả một quãng đời son trẻ. Ngờ nghĩ nào mẹ đã lo lắng và nuôi nấng cho cô dâu đến ngày hôm nay. Dạ, con xin mời mẹ hôn lại cô dâu một cái ạ. Dạ, một bài hát rất là ý nghĩa. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cho cô dâu quý vị nhé. Xin dâu hiền một nàng chân thảo. Uống rượu một tay, dành ly rượu đi mẹ. Xin được trân trọng kính mời cô dâu Diễm My. Chúng ta dành một người thương và một nụ hôn lên má cho người mẹ hiền thân thương của chú rể. Cầu mong cha mẹ sẽ đón nhận đây là một thành viên trong gia đình. Vì vậy cho cô dâu biết thế nào là tâm hồn lễ tiết. Cho gia đình chủ hôn một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến toàn thể quý vị khách quý, và nhất là quý quan viên hai họ đã không quản ngại đường xa xa xôi cùng nhau đến đây để tham dự và chúc mừng hạnh phúc cho đôi nhân. Sự hiện diện của quý vị là một niềm vui, một niềm vinh dự vô cùng to lớn đối với gia đình. Và trong lúc tiếp đón cũng như chiêu đãi thì sẽ không tránh khỏi những điều sơ sót. Rất mong được quý vị chúng ta hãy vì tình thương mến thương dành cho gia đình mà thông cảm bỏ qua cho. Và một lần nữa thì gia đình chúng tôi xin được cúi đầu cảm ơn quý vị. Dạ, và nghi thức dân rượu song thân đã xong. Và ngay giờ phút này thì xin được trân trọng kính mời đại diện chủ hôn. Dạ, đầu tiên thì con xin mời hai ông xuôi trước nha. Dạ, con xin mời hai ba tiến về bên trên một bước. Dạ, hai ba bắt tay nhau một cái thật chặt ạ. Dạ, mời nhanh vọng kính mọi người thật tươi ạ. Dạ, xin được cảm ơn rất là nhiều. Mặc quá vậy.
chức thực hiện chương trình của chúng tôi. Dịch vụ âm thanh Nhật Trường đồng hành cùng với dịch vụ đồ ăn Kim Cương xin được mến chúc quý vị sẽ có một buổi tiệc thật vui, thật ngon miệng. Mến chúc hai bên gia đình có dâu Hiền và đệ Thảo. Đặc biệt xin được mến chúc cho cô dâu Diệp My cùng với chú đệ Tấn Nhu. Chúng ta sẽ được sắc cầu hậu hợp, lung phục hòa minh và trăm năm hạnh phúc. Quê rước má lên liền, ngày mai đám cưới ai rước dâu bằng xuồng ba lá. Nói sớm qua chung niềm vui, hai đứa mình đẹp mối duyên hồng. Bằng lòng đi em. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khuê cát tô nhà, tròn đôi tóc nàng là bông lười trắng, tròn đôi chân chàng mổ đen rất là đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trong con em nhất làng hoa. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang, trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng bóng đám cưới lấy rai, trai thiết bò dê còn trai thiết lợn gà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.